Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung với những loại thuốc dược thảo đang được ưa chuộng nhất, đặc biệt là thuốc đẹp da Super Skin chai số 17 phối hợp toàn hảo bởi sữa ông chúa, aloe vera và nghệ, giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ, đồng thời giúp làm ngủ ngon. Liên lạc bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026 hoặc vào website phạmhoangtrung.com để biết thêm chi tiết.